chào bà Hoàng nhá, chào mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Tôi lên đây để hôm nay để tôi xem cái mấy cái bọn mà nó nhắn tin vớ vẩn xem là nó nhắn như nào. Chán chúng nó thế, không dám đi đối mặt gì cả. Sống nó phải đối mặt thực tế. Đang ngồi ở Cát Dài như Hai Bà Trưng nhá. Những bạn nào mà vô tình mà quét được vào đây mà có những tin nhắn vớ vẩn ấy thì hãy đến đây nhá. 17 Hai Bà Trưng này, đang ngồi đây. Ngồi chơi khoảng nửa tiếng để chờ anh em mọi người. Xem ai hẹn đến cứ đến nhá. Lúc nào cũng ngồi đây chờ bằng thật luôn. Chào tất cả mọi người nhé. Yeah. À, cho lấy đi. Cảm ơn chú nhé. Thôi chú. À cháu. Chú đang phát live chơi. Đó. Đang chơi, đang phát live ở chờ xem anh em nào cảm có bản lĩnh đến đây. Đến 17 Hai Bà Trưng. chiến quá. Bây giờ Hai Bà Trưng này có quán nước chè hay lắm, chè cúc ngon lắm. Anh em nào thì đến cứ đến nhá. 17 là ngõ trên kia rồi, đây có 29. Đây có 29 à? 29 Hai Bà Trưng. Tối cháu có tham gia tí lại. Hút thuốc khói. À, nhắm hút thuốc rồi khói gì kìa. À, được. Ở trong lại không cho thuốc mất lịch rồi. Mới mười mấy người xem. Chú đọc về chữ nó bé quá tôi không đọc được. Chữ bé quá. Hút thuốc để cái gì? Hút thuốc mất lịch và các bạn là không biết. Quá lịch rồi. Ai bảo đấy? Mình không biết mà mình hút. Nếu mà trừ TikTok không cho chơi thì phải chịu đấy, đúng không? Cho chơi mình cứ chơi. Hôm nay có cái bạn nào nhắn là bảo là ra đây ngồi chơi uống nước với tôi thì ra đi. Tôi đang chờ đây nhá. 2 tiếng có đủ không? 2 tiếng tôi không ngồi được đâu. 1 tiếng nhá. Có mấy bạn đấy hiện ra ngồi uống nước, tôi đang ngồi chờ đây à. 29 à? Ra đây tiếp luôn. 29 Hai Bà Trưng. Ra đây lúc nào tiếp lúc đấy. Chỉ có người không thôi và anh em thôi, không có cái gì cả. Ai mời lại ai nhỉ? Cái đó đề gì nhỉ? Đề gì mời lại tôi không đọc được. Để xem rồi. Căn bản là nó phải có hình cơ. Thoải mái đi chú. Hả? Thoải mái đi chú.
chú cảm ơn cháu nhé, chú dạ. Ngồi chú ngồi chơi để chú chờ, ngồi đúng ở phố luôn, em... ngay gần quận luôn. Làm em nhạn hẹn chú à? Không làm gì, thằng nào dám hẹn chú. Chú nói thật với cháu nhá, chú thách bố chú đâu dám hẹn chú luôn, bất kể thằng nào. Còn thằng nhạn nó là hẹn chú là anh rồi, là anh em rồi, không nói chuyện nó nữa vì nó là anh em. Nói đến anh ấy lại nghĩ khác chú đi, chú người lớn. Anh ấy bây giờ với chú là gọi là, nói đúng là Hải Phòng nó là một nhà rồi. Đã đọc một số bình luận. Bạn đọc cho tôi. Đã đọc một số bình luận trong phía.